cái này giờ mình bỏ nha, thấy cái kim này không? Ừ. Bỏ xuống. Thấy không? Ồ, gãy rồi. Cái gì vậy? Gì á? Hả? Mỗi lần ăn cực khổ. Trời ơi, ngon ơi luôn á. Ngon ơi luôn ngon. Thơm. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Anh Lưu ở ngoài sau đang lấy cái cây để hai đứa đi hái bắp chuối. Giờ mình với anh Lưu đi hái bắp chuối. Lâu quá mình không xuống đây, các bạn thấy này, anh Nguyên làm chỗ này lại sạch sẽ không? Hả? Ôi, ảnh còn thế nè. Cái này chậu tháng cái trái này trứng cây nè. Chín nè anh. Chín nè, nó nứt luôn nè. Ha. Ồ mà trái này chắc ngon nè. Lâu lâu rồi hai đứa mới xuống Nguyên chơi nha các bạn. Bữa nay Nguyên ở nhà có một mình nè. Mình xuống đây bữa nay mình xuống đây mình hái bắp chuối, mình làm gỏi gỏi ốc. Gỏi ốc bu. Ồ ôi nè. Ngon quá. Phan cầm đây em. Wow, ngon. Anh cây này dai nè. Ngon ngay trời. Coi nè, coi đã không? Mấy bạn biết á, cái này không phải là mùa măng cầu nha. Mấy bạn có thấy Lưu lên ăn măng cầu á, ngon quá. Nói tại sao mà. Mình mua măng cầu á mà anh lạc lách đó, có không biết nha. Mấy bạn thấy không? Mới hái được trái trên cây nè. Trời ơi, nó dài. Nó dài nè em. Công nhận á, em hên với sợ luôn á, xuống đây á có măng cầu cho em ăn. Nè. Đang cắn miếng cho trời hả? Trời hơn. Đi hái bắp chuối mà hái được măng cầu các bạn ơi. Còn ngon á. Thấy không? Cây còn măng cầu nhiều lắm em. À. Thôi đi hái bắp chuối mà. Lên xe đi tiếp. Rồi mình kiếm được cái bắp bự nè các bạn. Thấy không? Ôi bùn chuối đẹp quá anh. Được không? Cây nó có ốp mình không anh? Có. Wow, look at that. Thấy không? À, đã chưa các bạn? Nè, con lấy cho. Nè, rồi, một bắp này là đủ rồi. Đây em. Dư sức. Rồi. Ốp cái này mình cắt ra, ấy chưa? Một cái nữa. Hai con, nhiều. Dạ anh Lưu ấy cái hai hái được, anh Lưu hái được hai cái bắp chuối. Hai cái bắp chuối này làm gỏi là dư sức rồi mấy bạn. Hôm nay anh Lưu sẽ làm món gỏi ốc bu nha các bạn. Tháo bớt vỏ ngoài anh. Nó sạch bớt ha. Với lại bữa nay
Lưu muốn giới thiệu cho mấy bạn cái đồ chơi mới này đó mấy bạn. Để chút xíu mấy bạn chạy ha. Giờ mình đi hái đậu rồng đi em. Rồi. Bữa nay chỉ có Lưu Linh với anh Nguyên thôi nha. Anh Nguyên mắc đi đổ xăng rồi, chút anh Nguyên về. Cái bàn. Ok anh. Rồi, bây giờ Lưu Linh đi hái đậu rồng. Đi rổ, giờ mình đi hái ha. Tới cái mấy cái mùa mát này mấy bạn, ở dưới farm á thoải mái dữ lắm, gió thổi mà mát luôn á. Với lại đậu rồng, tới mùa đậu rồng rồi ha, lại cái sâu chơi cũng tới mùa luôn rồi mấy bạn. Nè, coi cây nè. Coi cây sâu chơi nè. Cây ngoài sau mình nè, thấy không? À. Để mới lên lấy máy lại. Cây này trái không luôn à, trái hả? Nhỏ xíu à. Nhỏ cái cỏ cho mình thấy trái dễ hơn chút. Dạ. Thấy thương anh luôn. Dạ, à, thấy không? Ôi, bây giờ tới mùa nữa rồi em. Giờ mình hái đậu rồng. Đậu rồng. Lâu lâu á, về đây thích ghê. Không gài lâu lắm rồi. Lưu Linh không có số Nguyên. Không, để em lại anh đây em hái coi. Dạ. Nè, trời non lắm á các bạn, thấy ngon ghê không? Nè. Ồ. Anh cái đậu rồng này mình ăn mắm chưng rất đã lắm á. Tới mùa này mà không có. Ôi ôi đã không? Thấy nè. Thôi coi non ghê không? À. Ừ. Mình hái là mọc ra. Tại vì mình không ấy á, nó già. Ăn không được uổng lắm. Hái đã tài luôn. Ừ. Các bạn. Nó. À. Wow. Hái cho nó ra chứ gì hết á. Mà chú nói mọc ra hoài vậy đó anh. Dạ. Yeah. Mà nó mau già lắm em. Ngon. Em mà hà không hái nó ha là nó. Coi nè. Hả? Hái một chút được. Đây nè, đã ghê không? Mấy cái này có mấy mắm á, chấm. Trời ơi vô. Nè, ăn mắm chừng chắc ngon lắm á. Trời ơi. Thôi cái trái này nó bị gì rồi. Trái này cái máy hư rồi. Mấy sao? Ờ, hàng làng hết rồi, không tưởng rắn. À, đã không? Hết sảy. Hồi nay gió hiu hiu đã lắm các bạn ơi. Lưu hái mê mệt luôn. Quá trời. Đằng kia có nữa đấy anh. Em. Ở đằng đẳng nữa đó. Để hái hết cái nhánh này đi. Coi nè, cây sao chơi của ảnh nè. Wow. Cây có chút xíu mà trái. Nó còn nằm chốt trong đây nè. Nó trốn trong hả? Đã luôn, mày hái đã cái tay luôn á. Ở dưới nữa anh. Nhiều lắm. Với mùa này á mấy bạn biết không, mùa lạnh vậy nè là đậu rồng nó ra tốt lắm. Dạ, yeah. Mà đừng lạnh quá thôi, lạnh quá thì cây nó trái cái đó già đó đi. Này hả? À. Này về sau thịt bò. À. Còn mấy trái nhỏ thì ăn mắm. À. Em để ý coi cái xe cái ai có ai vô không em? Tại bên đây nữa có chừng nhà vô không? Không có ai hết. Bữa nay vắng ha anh ha. Bên đây cũng quá trời nên Lưu ơi. Hái đã luôn á các bạn ơi. Đó, toàn là non không à. Này mình ăn non á, nó mới ngon, không bị tanh. Mới hái một chút là được nắm tay rồi đó. Đây nè, các bạn thấy không?
Wow. Em đây nè. Ôi anh được nguyên rổ ấy hả? Nè, em mới hái được một chút. Thấy không? Đã không? Hai. Đó, được nguyên rổ rồi đó các bạn. Mà cái này mình hái chưa có xi nhơ gì hết á. À ha. Nè. Trời ơi, hái đã cái tay luôn anh luôn. Em ở đây nè. Rồi, nhiều lắm rồi. Quá trời nhiều luôn rồi các bạn. Rồi, như đó được rồi. Thôi, giờ mình đi vô. Ok. Còn hái một rổ quá đã luôn. Còn nhiều lắm á em. Ngày em còn đi hái thêm nắm. Thôi, giờ mình đi vô đi. Vô chuẩn bị mình làm gỏi. Giờ anh Lưu rửa ốc, luộc ốc. Xong cái mình lấy nó ra. À hả. Ý bữa nay hả, anh Lưu có mua thêm cái đồ nghề mới á các bạn. Để hồi á cho các bạn mình xem. Ốc bu hôm qua Mỹ Linh với Lưu đi bắt đây. Rồi con nó nhả nhớ ra thấy không anh? Thấy con nào nấy bự lắm á các bạn nè, thấy không? Xong rồi anh Lưu rửa rồi cái anh Lưu luộc. Đó mấy bạn thấy này không? Mấy bạn biết này là gì không? Cái đồ để khui oyster mấy bạn. Khui hào á các bạn. Hả? Nè thấy không? Cái này là cái đồ chơi mới của Lưu nè. Lưu muốn xuống đây muốn share này với mấy bạn. Ai mà thích ăn oyster, ai thích ăn ốc này kia á, mà biết muốn mở dễ dàng á, là cái mua cái này nè, ở trên Amazon đó mấy bạn. Mỹ Linh sẽ để cái link trong description nha các bạn. Đó. Có ai muốn vô mua khui rất là dễ luôn. Lấy chút nữa, chút nữa Lưu, chút nữa Lưu khui cho mấy bạn xem. Giờ là Lưu luộc ốc trước rồi mấy ấy bắp chuối. Đồ nghề của anh Lưu. Đồ khui ôi sờ mới đó nghe. Nè thấy anh Nguyên làm loại chỗ này sạch quá trời luôn. Nó thấy khác không? Thấy khác. Nè làm cái bếp lại luôn á anh. Nè ông chú làm lại luôn. Chú che chỗ này lại. Hồi xưa cái sink ngay đây các bạn nhớ không? Bây giờ là chú nè chú dời cái sink vô đây. Đó, chú đem cái sink vô đây. Với chú đem cái bếp vô đây luôn. Ha, tiện gọn ghẻ ghê anh luôn. Đó, chú làm lại hết. Nhà anh Lưu ấy nước luộc ốc. Mới xả xong hả anh Lưu? Dạ. Anh Lưu mới xả để xong. Bây giờ mình vô mình rửa này cái mình luộc mấy con ốc này trước đi. Không? Em chỉ cần luộc mấy giấy xong anh để ra xong rồi còn xào lại nữa. Nè, con đây má, con nè. Nó mấy bạn nhớ anh Nguyên không? Lâu không gặp anh Nguyên quá. Nguyên xấu rồi già. Được ha. Đúng rồi cho nhiều luôn á. Rồi. Vậy thôi. Giờ đi vô luộc ốc. Lá này có giá trị có món. Anh Nguyên làm mà món chi anh Nguyên? Gỏi tóc rồi tay. Wow, nghe hấp dẫn quá. Rồi chú ấy là chỗ này gọn ghê luôn. À, wow, hết sảy. Với lỗ tai heo. Món mới của anh Nguyên. Anh đây nhìn ra mát hay không? Nay đổi địa điểm rồi. À hả? Chú làm lại. Xả anh để dưới anh. Anh Nguyên nói nhà có ba anh em ăn gì hết. Đó. Ốc bu. Con nào cũng nấy hả, quá trời bự luôn á các bạn. Nè thấy không?
hết cái bàn tay của Mỹ Linh luôn. Nguyên nồi luôn. Xong. Bố mình luộc ở đây nè. Ok. Em quên là chú hết thảy. Rất là tiện luôn á anh. Yeah. Lâu lâu Lưu Linh về quê trở lại các bạn. Bữa nay bóp cái gỏi bắp chuối với lại ốc bu ăn khỏi nói luôn mấy bạn ơi. Này là ăn là kêu má ơi luôn. Lù biết nhím lửa không? Biết chứ. Chú đi Việt Nam rồi, bởi vì anh Nguyên ở nhà có một mình thôi. Nắp anh, lấy cái nắp đậy. Nắp nè. Giờ mình canh không? Bao nhiêu phút? 10 phút không? Đợi chút xíu đi, mình chung mình trở lại. Ok. Cóc cái lỗ tai nghe, tại vì không có gì trộn nên trộn cóc. Nè, cái này món của anh Nguyên nha. Nguyên làm gỏi cóc lỗ tai heo. Đúng rồi. Với xả với tắc này giống như lắc cái ha anh, cóc lắc cái. Các bạn thông cảm cho Mỹ Linh nha, không gà bị ho với gì cái tiếng nó hơi bị kỳ kỳ. Dòng cắt bắp chuối luôn. Ngay mùa này vắng quá ha anh. Tại vì hôm nay cũng đâu có trái cây hả anh? Cũng đầy đủ, cũng nhãn, cũng nguyên cầu, có đủ trong lông nè. Đường dao nó cắt đã anh luôn. Quá quá đã luôn á. Cái dao này của tụi tỷ sĩ á em. Swiss. À hả. Của ông Dượng ổng cho. Đã không? Yeah. Đó, anh Lưu sẽ ngâm bắp chuối bên đây trước. Khi mà cắt xong hết anh Lưu vớt qua đây các bạn, đặng mấy cái bông của chuối nó sạch hơn. Không, với lại cái bắp chuối nó trắng nữa. À nó trắng, nó ra mũ á. À hả. Một bên này là nó ấy mũ, còn bên kia là cái nước sạch đó. Hồi mình vớt bỏ qua bên đây rồi trắng tươi rồi. Cái này là không cần nặng chanh đăng gì luôn á. Ồ, khách ở đây là của khách hả? Dạ, anh Lưu bỏ bên này cho nó sạch. Dạ, không. Ok anh, chừng nào xuống rồi thì xuống đo anh đang làm. Thấy trắng tươi luôn. Hả, thấy không? Tại cái nước bên đây á là hả? cái nó ra cái chất mũ. Cái chất mũ rồi, đúng rồi á. Em thông minh thiệt. Nó trắng tươi luôn anh luôn. Thấy chưa? Sắc mỏng quá. Hay đẹp. Anh sắc dày dày. Nhớ sắc mỏng này. Dao đó nó bén lắm anh. Dạ. Yeah. Giờ mình đợi mình lấy ốc nữa là bóp gỏi ăn. Mấy người coi. Rồi, ốc đã chín. Anh Lưu sẽ lẻ ốc ra. Giờ mình lễ nó ra xong cái mình lễ. Còn rửa nó nữa, rửa xong rồi cái xào. Mình bỏ vô cái nước đá. Nước lạnh đó. Có đá đó. Mấy bạn nào có muốn nhớ nghe, muốn ăn ốc á, liên lạc cái số điện thoại của cô Lưu nha.
305 á. Rồi gì ta là 582 hả? Uh-huh. 582. Rồi số mấy đây em? À. 7872. 7872. 8 động phao nha mấy bạn. No ship đèn nha các bạn, không có gửi đi. À, rồi có ai mà xuống muốn xuống với farm của Nguyên nè. À. Mà uh-huh. Pick up á cũng được nữa. Ghé xuống, đây xuống. Pick up thì mua trái cây luôn. Xuống dưới đây là rất là tiện luôn á. No ship đèn nha các bạn, không sao, có gửi đi. Sao bữa nay mấy bạn thấy Lu làm cái món cõi gì bắp chuối ốc bu này ha, là khỏi nói luôn nha. Từ đoạn về xong lấy cái này ha. Xong. Có muối nha bà con. Muối nha anh. Ừ, như đó nó. Đây đây. Đây cái tầm tới đây. Cái này đây. Nhà anh Lưu lẻ ốc ra. À, lẻ mình còn rửa tiếp nữa. À dạ. Cái cây. Anh Lưu lẻ xong Lưu để vô nước đá như này các bạn cho thịt nó săn lại á. Cái này có ba anh em mình thôi mà. Ăn cái này hết không Lưu? Mình đâu có trồng hết đâu em. À, vừa đủ ha. Bắp chuối thấy ngon á. Đó anh Nguyên nữa. Nguyên uống cà phê. Thử à. Wow. Xong anh bỏ cái khúc đuôi á, anh dính nó lại. Mình chỉ có lấy cái lấy cái đuôi ăn được. Đúng không? Đúng bỏ. Rồi nó nhỏ xíu gì mà có trứng à. Có chứ, con nào không có. À. Có vỏ mà. À, hồi anh rửa lại mà. Anh cứ để vô. Anh cứ bỏ cái đuôi nha. Anh ăn cái đuôi hả? Cái nào? Cái đang được mà. Cái chó có trứng mà, ăn đâu đau bụng không? Ừ, cái đó mới ngon ơi. Cái này cái trứng của nó. Dạ. Cái đó mới ngon. Ngá thiệt cái hả? Đừng chỉ bỏ cái đít thôi. Ăn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, Nguyên cái đó ăn ấy đau bụng không Nguyên? Không. Em làm sợ lắm á. Hả? Anh Nguyên sợ đau bụng. Cái này ăn không có nước chấm đau bụng thiệt à. Vô cái đi. Không, Nguyên gọi bên đây. Ngon lắm anh, gỏi ngon. Đổi tay heo giòn ngon. Đổi tay heo với cốc. Trời ơi. Anh Nguyên nhắm ăn bụng đó hả Nguyên? Nguyên nhắm ăn mà. Em nè, em không sợ, em sợ lắm. Em ăn cái đầu đó nè. Anh Nguyên nói ngon à. Hả? Đây nè, coi anh Nguyên nè. Cái này Nguyên con thôi. Đưa anh Nguyên con nhỏ đó. Nhỏ thấy nó không sợ vàng. Ui nóng à. Nhà anh Nguyên nè, ăn hồi ra bụng không Nguyên? Bành rác à, anh có nước chống đau bụng kìa. Ăn con ốc là nó ngon nhà cái bụng. Phải không? Dạ, cái bụng của mẹ. Em ăn cái đậu cứng. Thì cứ đó người ta ăn cái đó mà. Cái đậu cứng đó. Em hỏi cái này em phải rửa lại ha, xong em cắt nó ra, em xào nó lên xong em có chọn gỏi. Hồi anh ăn thử coi. Trời ơi. Tuyệt vời. Quá ơi luôn. Hả? Rồi xong. Giờ cái này nó giòn ơi là giòn luôn á. Thấy không? Xong rồi anh Lưu rửa lại nữa nha các rồi, bạn. Cái mình cắt nó ra, xong cái mình xào tỏi hành đồ lên đó ha, là cái hồi mình chọn cái dĩa gỏi vậy kêu bằng má ư. Hả? À, xong để anh Lưu rửa xong rồi, anh Lưu sẽ đi, cắt. Đi đi rửa. Ok. Vậy sao? Sao mà ăn nói gì nữa, thấy chưa? Lưu rửa sạch sẽ. Bây giờ là mình thảo ra, chuẩn bị xào đó. Lưu cắt mỏng. Hồi nãy giờ không có khách vô luôn, có ba anh em mình sáng thôi. Coi đã không? Nhìn sạch quá trời sạch luôn. Quá xanh luôn. Cái ruột của nó đó. Không sao đâu, hết sảy. Cái này là anh làm là kỹ lắm rồi đó. Em thấy anh Nguyên nó ăn cái bụng không?
phải không? Uh-huh. Cái món này hả, ăn mà không kêu má ơi nữa là chưa thua. Không xui anh luôn. Nhận luôn đi xào. Tàn, chưa cắt để mà đi rửa cái này cái. Ok. Như này đủ rồi. Thì là có quế có rau răm rồi. Thôi thơm quá anh. Thơm quá luôn. Để đi rửa sẵn đây. Xong là anh Lưu sẽ xào tại chỗ luôn. Không cần đi đâu hết. Ủa, anh Nguyên rảnh. Nè, anh Lưu xào tại chỗ luôn rồi các bạn. Bếp to go. Nó hơi dơ nghe. Nó hơi dơ ngay tại đây bếp đi bụi. Chưa có gì mà thấy. Chưa gì thấy rồi đó. Nãy giờ Mỹ Linh với anh Nguyên ăn gỏi của anh Nguyên cũng khá nữa. Gỏi cốc ngon. Đôi tay nó giòn. Nhưng mà phải có gan nữa. Dạ. Không có gan. Khỏi nhai. Cái tại giờ mình xào vô mà mình ăn á. Nó ngon. Xả nó mới gan còn ngon. Thằng này. Thơm. Ôi thơm quá luôn. Chưa gì mà thơm ha. Quá thơm. Bởi vậy em xào cái này em ăn mạnh miệng lắm. Nhìn đã không? Nãy giờ anh Nguyên đau bụng. Ủa, anh thấy cái món này á. Anh Nguyên thấy cái món ốc bu bắp cỏi bắp chuối này á, anh đau bụng đúng rồi. Anh cũng đau bụng chứ gì anh. Ừ, thấy cái bắp dễ bắp chuối này thấy ngon không? Đó là chưa có ốc á. Hôm nay là không có khách nào có duyên được thưởng thức cái món này. Nha. Tại vì là chắc ta biết luôn lên xuống đây quay nè. Quay lúc ốc nào cũng có khách để thưởng thức món. Đó, bạn thấy không? Giờ mình để này cho nó ấy chút xíu đi. Ôi thơm. Nè, ốc á mình lấy sạch á, mình cắt ra bông mỏng rồi thấy không? Cái này là một hồi là gấp là ăn là kêu má ơi á chứ không có. Giòn. Nghe mùi ớt cay lắm anh. Thì cái này là gỏi mà. Lần đầu tiên ha xuống anh Nguyên mà quá yên tĩnh luôn. Tại mùa này trái cây ít thôi em ơi. Vừa chứ sữa chưa tới, sau chơi thì nó đang mọc. Nhãn nó đang ra. Anh Nguyên làm lại chỗ này, chú làm nhìn sạch dễ sợ anh. Năm tới là khách vô đây là năm. Dạ. Dưới không có mấy con gì á, bù hóng. Có cái mua cái màn rồi. Mua cái màn á, mấy lạnh. Gắn cái xin nước trong đó luôn. À. Mình để cho cái đó nó vàng, anh nó thơm. À. Đã không? Có đã. Tỏi hành là vàng rồi đó thấy chưa? Sạch hết. Khai nghe một. Này giống Việt Nam Nguyên mình lấy mình nấu tại chỗ luôn. Nghe mùi ớt Nguyên. Sạch luôn á, em bị sạch á. Trời ơi, ngon ơi luôn á. Ngon ơi luôn ngon. Thơm. Nên Lưu để chút xíu bột gà thôi. Tại cái sauce nó có. Anh để lên trời. Hết sảy luôn.
ngày anh nhậu bể bụng không hết đâu, 3 năm mình không có. Sao mình ăn nhiều mình bóp nhiêu thôi à? Bóp vừa bóp đủ nha. Trời ơi, thấy hấp dẫn không? Anh nấu mà em. Đây, mình sẽ chạy chỗ luôn á, chạy cái bàn này luôn á. Bữa nào làm cá gà mà nước đất sét luôn. Gà nước sét rồi, ở đây không có đất sét không? Đây em có đất sét. Ở Việt Nam thấy người ta làm nó thấy ngon ha. Dạ, hả? Ngồi relax luôn á, lần đầu tiên luôn á. Dạ anh Lưu bắt đầu bóp, thấy anh Lưu mang con tay luôn không? Nãy giờ mình cho miếng Lưu lấy hành phi không Lưu? Cần hành phi. Rồi, có hành phi được. Đó, quá sướng luôn rồi. Thôi. Ồ cái này em với anh chắc banh xác rồi nguyên người. À hả, hai anh em hai anh em thấy cần nước chấm đau bụng hơi khá khá rồi. Hết sảy. Thì trộn vô là ngon á. Rồi cái rau này nó thơm hay sao anh Nguyên? Quá thơm. Quá là thơm. Rau ở nhà trồng mà. Không có chồng không á. Ôi, anh khéo vậy. Đó, không có xài thuốc. Thôi anh Tài ơi, tụi em nhớ anh Tài nha. Coi Lưu Linh này ở đây. Anh Nguyên nhớ anh Tài nè. Anh Tài giỏi. Ra anh Tài chồng, anh Tài chưa ăn, anh Tài đi. Ờ. Giờ có Tài này. Hai tên Tài cũng giỏi hết ta. Có tài hả anh ha? Mình nói nón mà ta. Chắc em. Ôi quá thơm. Trời ơi cái này. Sauce. Ôi anh nó cần cái muỗng em ơi. Vóc cái tài vô luôn. Nó vậy đó khỏi. Trời ơi trời ơi. Ngon ha. Quá ngon luôn nè. Đây nè. Mấy bạn nào mà coi cái clip này, cái video này hả, nói chắc cái này ngon lắm, trời ơi, nó ngon ê luôn á. Nó ngon ê luôn á, để đi lấy cái muỗng em ơi. Múc cái xo xa. Phải cần không? Không cần đâu. Anh nấu gần, anh ấy từ từ. Hả, tới chép bên kia. Đó, từ từ thôi, từ từ thôi. À. Đổ ha. Không? Không, anh giờ tay anh bóp mà. Bởi vậy anh mới đeo bao tay. Quên anh đeo bao tay. Mà gỏi mình bóp nó mới ngon. Thấm vô. Rồi. Ui. Bữa nay khách hàng cho anh Nguyên được relax. Ồ, mang cái món. Ấy ngon quá anh Nguyên. Ngon cái bắp chuối đó. Nha. Cái màu đẹp ha. Nó không có bị đen luôn á các bạn thấy không? Mình dùng hai thau nước. Không cần cắt, không cần chăn gì hết. Không cần gì hết. Anh Nguyên anh gấp thử miếng anh Nguyên coi được chưa, vừa chăn miếng. Nè, thử Nguyên. Nè, em ơi cho anh Nguyên. Tặng em ấy thêm. Nè, gấp thử miếng cho em biết. Ấy coi 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 cần thêm miếng nước mắm nữa không? Bây giờ ăn gấp miếng ốc nữa nha, nữa. Thêm nước mắm không? Thêm miếng nước mắm. Rồi. Cho thêm miếng ốc đi. Rồi chế hết luôn. Đó. Cái dĩa cái này cái dĩa kia. Mình lấy cái dĩa kia. Nha, lấy dĩa này cũng được nè anh. Thông báo là mọi người muốn làm món này là phải có răng nha. Ô, tại ốc dài. Nếu mà muốn ấy nữa thì cắt mỏng nữa. Gỏi, ốc bu. Tuyệt vời. Bắp chuối. Này nghe da kêu nữa anh Nguyên. Có da kêu luôn. Nó thấy dễ gỏi ngon không? Cắt thêm miếng ngâu rằm nữa nè.
cái món này. Cái món này nó anh nghe da kêu không anh? Mày đâu phải hè đâu ta. Mày da kêu á. Xong xuôi. Rồi. Rồi. Xong một dĩa gỏi. Bây giờ mình ngồi xuống mình thưởng thức. Mời các bạn nha. Bắp bắp chuối nè các bạn. Mời các bạn thưởng thức. Ngon. Cắn trúng cái hành phi ngon. Nó giòn mà nó béo ha. Ôi. Vô. Này có hai anh em thôi. Hai anh em cưa. Mẹ nó quá trời ngon mà. Nó quá trời ngon luôn á. Nó ngon. Nè. Đứa nào đem nó nóng tặng nó nóng đó. Đứa nào làm cho anh gái. Ê, để em làm cho anh cái. Màu nào, muốn màu nào? Màu trắng đi. Màu trắng nha. Màu đen nha. Màu đen chữ trắng giống vậy đi. Ok em ơi. À. Ngon lên ăn đi. Dạ. Thử nè em ơi. Ok, để em ngồi xuống em thử. Trong dân dạ lắm, không có gì tay ở đây. Không có một cục thịt bò nào ở đây nữa đó. Vô cái đi, thôi để tụi ghê nha. Lấy cái muối gì trong luôn. Em có nước lạnh. Nó ngon ha. Không vô nhà hết. Cái món này ha, mà xuống đây mà đặt ốc bu á, mà có bắp chuối ra nguyên, mà có bắp chuối mà để bán nữa ha. Mà khỏi nói rồi. Các bạn này nó ngon lắm luôn em. Không? Quá trời ngon luôn á. Cái món này á, mà uống cái này không đủ á, hàng là ta bụng quá chịu á. YouTube nó có cắm cho mấy tôi. Không. Nay là mình chỉ có Lung Linh với lại Nguyên ha. Nếu chị không có sponsor mình thôi. Mình ăn này xong á, chút nữa mình cho mấy bạn coi cái đồ khui hàu của mình ha. Mình khui cho mấy bạn xem. Trời nó ngon quá trời luôn á. Cái này mình xào lên nó thơm quá nha. Thơm. Bởi vì Lu làm cái món này á, Lu mới ăn mạnh miệng nha. Mấy người khác làm á, chắc xin lỗi Lu không ăn không. Ngon không anh? Ngon quá. Thơm. Trời ơi, cái này ha, có bạn nhậu thôi chết luôn à. Để đây nè. Có mấy trái seri, ảnh mới lên đi Thái mà. Ai nói cái này Mỹ đâu. Anh Nguyên có trồng seri nữa được, còn mấy trái. Trời. Ngon quá ha. Ngon quá. Bắp chuối ngon, chuối tươi rồi người. À, bắp chuối mà mình làm kiểu này nhìn nó đẹp không? Coi nè, giờ mình để từ sáng tới giờ nè. Tưởng không đen luôn á. Trời đã quá mày. Này bốt mình mở mình bán mấy món nhậu được ha Nguyên. Xe chạy ngang nữa. Phải không? Nhưng mà biết đi. Sao mình vui đợi tới. Không biết đâu, con khách tới cho khách thử một cái đi hút rồi quay. Khách đi hút rồi quay lại ha, quay lại cho thử cái miếng ốc bu bắp cõi bắp chuối. Là cho cái Nhưng mà không biết mấy người đó thích nhậu không ta. Không nhậu rồi. Mua trái cây. Bây giờ bữa nay anh chị là có bước. Ok.
gặp ở trên YouTube quá. Vô anh cho ăn cái món này mới làm nè. Bởi vậy nói với chị gái cho có mấy người bạn nào mà xuống đây mua cái này xuống đâu. Thì trước đó nói này cái hỏi Nguyên vợ chồng chú quay em mới làm này mới làm này ông cu sao vợ chú hỏi tôi khỏe xuống ở trên YouTube coi nhiều YouTube lắm mà không có giờ từ nãy giờ tụi em nói hơi ở đây có hai người nhậu rồi có hai người nhậu ấy ai nhè xuống có thiếu người đó vui quá giá này vợ Cindy ai chị cái này Jason Karina hả hay để là fan bật YouTube Oh yeah. I'm Karina. Yeah, nice to meet you. Okay, Linda. Yeah. Yeah. My mom and his dad are brother and sister. Oh, okay. Yeah. Nãy giờ không biết chủ động. Chủ nhật xuống đây biết có gặp vợ chồng Lung Linh không ta? Ừ, thấy em yêu chú vợ chồng mình nuôi xuống đây chủ nhật lắm không? Dạ chú nhật. Nhưng mà bữa nay anh xuống gặp vợ chồng em anh thử cái món này. Anh chạp xếp. Trời ơi coi thấy thấy em làm cái món gì mà cắt kè đồ làm để lấy cái chai lạnh. Đúng rồi. Ngồi chết ngồi chết đi. Cũng mới ăn xong rồi. Không cái này là đồ nhậu chứ phải là ăn. Mấy anh em ngồi khoan nãy giờ này sao không có ai tới nữa. Tân Tân. Anh tên Tân. Anh ở đâu qua anh Tân? Ở Las Vegas. Oh Las Vegas. Đi cưới về chứ. Anh thú thử miếng này đi. Anh thử đi, thử miếng đi. Trời ơi, mới vừa làm xong ngồi xuống ăn đũa hai đũa cái thấy anh Nguyên ơi. Khách tới rồi. Trời, em nói nếu khách tới chắc giá người ta biết nhậu đi ngồi xuống đây thưởng thức okay, chút chút rồi chút chút cũng ok à, cái, vừa đủ mình thức tay ở bé đi đâu ở ngoài anh nếu mà anh đậu ở đây thì anh mở kiến xuống á cho nó đừng có nóng quá cái mặt trời nó dạ. Chị tên chi chị Cindy dạ mới hái tụi em mới hái nãy á mới hái đậu rồng rồi luôn á dạ rồi vô tụi em mới vừa làm cái món ốc bu gỏi bắp chuối nè dạ đậu xin mời đi ăn đi dạ dạ cái này gỏi quá này tụi em mới mua nè mình không có, on Amazon mình không có lại sợ đứt tay hay lại kia không dạ giờ để cô cho chị thử oyster Oyster mua ở đâu vậy? Ở Oyster ở chỗ Golden Blue. Mày hiểu không? Cái này giờ mình bỏ nha nè. Thấy cái kim này không? Bỏ xuống. Thấy không? Thấy không? Thấy gì gì á? Hả? Mỗi lần ăn cực khổ. Yeah. Anh không có sợ đứt tay gì luôn. See, you need to get one of them, one Karina. I'm gonna put the link on em on or YouTube, so you guys see. Amazon. Thấy con hồi sinh nó quen rồi. Quick, huh? Guy. Oh, cái man. Oh, my God. Fresh. Amazon, chị. Em order trên Amazon. I tell you what. This is, you never tried this before. Homemade sauce. Mm-hmm. Wow, that's the fresh ones that you can get. Yeah, do it. Oh, my God. It's amazing. Yes. I can eat 20 of them. Cho anh Nguyên thử cái anh luôn. Cho anh Nguyên thử nha. That was amazing. 20 lobster. Đó, cái này các bạn nào muốn order. Ăn xong xong lát không đi hái trái cây nổi nữa. Mỹ Linh sẽ để cái link trong description này mấy bạn vô order nha. Wow, mở rất là dễ. Mới luôn à. Oh my god. Đây là Lu muốn share cái này á với mấy bạn á. Nè. Wow, look at that. Nè coi nè. Oh. Yeah. Did you catch this or you bought it? No. We bought it. Okay. At a seafood market. Nếu mà mình bắt oyster mình được có mấy con nè. But they know where to get all the good like stuff. Like the fresh stuff. Yeah. Bắt Nguyên. Nè, Nguyên. Nè, cho Nguyên thử nè. Yeah. Cảm ơn cái này. Uh-huh. Ăn xong mà hứa đâu phải đi hái trái cây được. Khỏi hái nghỉ luôn nay nghỉ luôn mà không hấp vô mà yeah, hấp vô luôn mắc cỡ
Ăn vậy là hết rồi. Ngon hơn Nguyên ăn được không? Được. Hello anh. Có cách tới nữa nè. Hello. You have this. Ăn cho ngon hơn. Ăn chưa ngon hơn. It's so much easier, right? Yeah. Yes, you don't not worry about getting your hand. Right. Nói anh chị muốn order, em để cái link trong description rồi anh vô anh bấm anh order. Chắc chắn phải order. Dạ, dễ lắm. Yeah, thank you. Hấp vô một cái. Yeah, but the oysters where we live is yeah. Not fresh. Cái sauce của mình ở nhà làm. Muối tiêu. Muối tiêu, tỏi, ớt, chanh. Ớt cháy nữa. Giờ tôi phải nấu nữa. Muối tiêu cháy ở nhà. Không phải mình là you have to cook it. Yeah. Chứ không phải là mình nấy nha. Giống như muối tiêu ram vậy chị. Tiêu, mà tỏi tươi. Lại ớt khô. Mình phải cook it. Yeah. And then cái tỏi and chili pepper. Tỏi tươi. Tỏi tươi mình bằm. Có nha. Really good. It's amazing. I know we hit the jackpot today. I know. I came here and I asked the owner for them and he said oh they were busy. Yeah, yeah, only Sunday, dạ. Trước khi Hoàng có text cái message nữa, mà không thấy respond gì hết. Yeah, like Facebook. Facebook, yeah. Tại cookie is too many, and then we can't answer all. Ủa em yeah. Hả mà coi nếu mà ấy được cái người ngày nào á, yeah. Like, maybe now that they know you, they might answer. So we try. Yeah, we try. Right. Yeah. Muốn chơi với lại of course yeah our fans come down here là whatever I will hang out yeah. I can only do it, you know one day a week we got lucky then we got lucky yeah. Chị thử đi húp một cái đi húp luôn húp luôn cái vô là nó mới ngon ôi sợ mình ăn húp á take it all at once all the flavor one time it's amazing I have not eaten a fresh oyster like this in a very long time. Yeah? Oh, they sell really good it's fresh amazing. Oyster. And the key is to keep it really cold. Right. Yeah. Always have to be on ice. Yeah. 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 Babe, why don't you try one? Yeah. No, for... Yeah. Look how easy. Thấy mở dễ không anh? Oh. Yeah, so easy. Uh-huh. One shot. You need to get one of this. Yeah. Mấy bạn nào mà ở nhà mà thích ăn oyster á, nên mua một cái này đi. Yeah. Dễ lắm, thấy không? Mình vui, yeah. Không có sợ đứt tay, tại mình làm kiểu khi nó ruột á. Nó dễ bị đứt tay. Dạ. Uh-huh. Yeah. Mình mua cái này trên on Amazon. Như 27-28 đồng à. Thì em để cái link tại có khi có nhiều hai cái dao nhỏ để mình cua với hai cái bao tay nữa. Tại có whole set. Vô. Đó. Vô một cái. Biết cái nó vô. So good. Mẹ không có cái hông nào. It just goes smooth, right? Yeah. You think it's good? Amazing. When I steam it. Better. With black bean sauce, with ginger and cayenne. Oh, it tastes even better. That's a little bit more. Mm-hmm. Right. On his video, different stuff is really good. If anybody like to drink, this is all good food. This is all great. Here you go, baby. Oh, yeah. Baby. Daddy, eating ăn xong bây giờ anh lưu chặt cho Mỹ Linh trái dừa. Mấy anh chị ở bên Vegas qua rất là dễ thương luôn. Mốt mình qua Vegas nha. Chị Karina là professional poker player nha các bạn. Giờ mình có bạn poker. À hả? Có bạn để chơi poker. Derek, if you watch this video, I have a new poker friend, Derek. Anh Nguyên ảnh dời cái chỗ chặt dừa ở đây nè các bạn. Thấy mát hơn hả anh Lưu hả? Ở đây nó có bóng.
kia đứng trời hơi bị nắng. Này xuống nguyên trời vui á, lâu quá Lưu Linh không có ghé. Thank you baby. He have straw inside. Let's say. Đây. Dữ lắm mà cái đầu có nổi tan như chơi dạ tháng hè đó giải vậy mà mượn nữa. Ừ. Quá ngon á. Mấy ông cậu đang chờ ăn ổi dê. Muốn ăn nghe, muốn ăn ngon nha. Lâu lâu tụi em mới lấy gì không biết thời gian. Gặp nhiều lắm. À, bây giờ Lưu Linh cũng ăn no rồi nha các bạn. Giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn. À, các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bye, bữa nay gặp được mấy anh chị bên Vegas quá là vui luôn. Mai mốt mấy bạn mà thấy Lưu ở trên truyền hình đó là I play poker, ok? Bye. 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 Yeah. Professional poker player. Like Scotty win.